Rồi. Lội thì kéo luôn đi. Lội cái lưới luôn. Dính nào? Con cá phi một. Một con cá phi. Để cho lên nè. Đây. Cầm mà. Đây cá đây. À, chưa? Cầm nha. Ừ. Sâu quá, nước sâu quá. Toàn ten cá. Cá phi đực. Sao biết được? biết Hay nữa. đông đưa kìa, Đông đưa là được cái hả? không Rồi có con mẹ đi, con mẹ đi. nói chuyện đông được kìa, cái mặt cái môi nó đỏ. Hồi nãy giờ lội được như đây nè các bạn, bắt mang cá. Thời buổi kinh tế khó khăn, bắt gì dính đó ăn, dính gì ăn đó. Nhiều ốc này cũng ra 2 kg à. Ốc bây giờ đã lội này khoảng 70-80 ngàn 1 kg đó các bạn. Còn nãy này đã dính được một con cá phi với một con cá điêu hồng và một con cá dồ. Bây giờ cũng nhỏ nên bắt luôn, dính nào bắt đó mà. Cá phi mình để lại rồi. Còn này chiều mình nấu canh chua mình ăn. Nấu chua với mớ ngó sen nè. Rồi sáng đi chợ gặp mớ ngó sen mua luôn. Vô đây 1 ký. 45 ngàn 1 ký. Hôm nay thì mình ăn cơm với canh chua. Rồi rảnh rỗi rủ gì chút với chú Út làm chào. Bánh cam mình ăn. Bánh cam. Bánh cam nhân ngọt. Cam nhân ngọt thì người ăn chay ăn được. Mà Tấn kêu đừng ngào đường, mà không ngào đường thì thấy nó không ngon. Ngào đường ăn dính, ngào đường ăn Tại dính răng. răng răng thấy dữ không à. Không mà răng nào mẹ ăn cũng dính. Thì mẹ ăn, mẹ đi bán người ta rủ mẹ ăn hoài, mẹ đâu ăn đâu. Hôm nay cho chú Út nấu cơm đi. À, mình làm mình còn biết rồi. Bánh cam bánh còng. Bây giờ mình đi nấu cái gì mà nè. Nè, chị muốn vậy rồi chị đó rồi chị chắc đi. Coi nha. Không có. Giờ đãi đậu. Giờ đãi đậu bắt lên nấu. Nấu trước rồi cái nhồi bột. Nhồi bột rồi bắt đầu là đậu chín rồi xong là mình thêm. Chứ mình nói được rồi, được rồi. Ủa không chế nước hả? Không chế nước hả? Cách nấu đậu thì có mẹ mình thì mình nấu mình chế nước sắp 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 vậy nè. Cái mình nấu canh canh là cạn nước luôn vừa luôn, chứ khỏi cần chắc gì chứ. Để ở trên còn ấy kìa mẹ. Trên thành còn đậu kìa. Nói vậy mình nấu là cạn luôn đó. Nó vừa thiếp vậy là cạn. Nhớ đậy nắp lại nha. Ừ. Đậy nắp lại nó mới dính nha, thôi là được, sườn. Rồi có vặn đường gì không? Thì không ra mới đánh. Ừ. Ra mới để đường. Vô cái sườn ngắt luôn. Không ạ, à, đâu có giờ vậy là sườn. Nắp đây. Hôm nay mình ăn canh chua cá ngó sen. Quá trời bột. 4 loại bột. Mình làm bột chủ yếu là mình làm bằng bột nếp và bột gạo. Bột nếp với bột gạo hai cái pha lại. Cái liều lượng thì cái này mình xài một bịch bột nếp là 400 g. Mình sẽ xài nửa bịch bột gạo là 200 g. Và mình nhào chung với nhau. Hôm nay làm theo cách này thử coi nó ngon không. Ê biểu con nghe cho. Nổi không? Cảm ơn con nha. Gấu này. Cho miếng mít nè, mít thơm. Bo nó cầm qua miếng mít. Dạ. Yeah. Mít gì? Mít là chắc mít dừa quá hả? Hay mít thái ta, mít thái. Thái. Ngoài. Ngoài hả? Chụp đống luôn kìa. Hả? Chụp đống luôn kìa. Và mình sẽ cho khoảng một muỗng đường. Muỗng đường. Nhiều quá nó khét à. Mau khét không? Rồi giờ để rửa nước vô đang nhồi. Còn nước thì mình nhồi nào thấy nó vừa thôi các bạn. Gắt vô chút xíu muối à.
nước thì mình nhào vừa tay vậy. Chứ giờ không biết sao canh lượng lượng. Hết bột rồi nha mà. Ừ. Chứ ít mà. Chắc nhiều đó được. Chưa đâu. Nhỏ quá chấm thao nè. Hết chấm thao luôn được. Nhồi từ trên bàn nhồi xuống dưới sàn. Nhồi xuống sông luôn. Nó cao quá. Bên này các bạn thấy cái nhà sàn mình bốn rùa treo tứ lung tung không? Ê, bấm đêm có bông kìa. Rồi. Làm thêm hai chậu bonsai 10 giờ nè. Cây cổ thụ. Cỏ linh chi. Lan chi. Cỏ lan chi. Cái này tên là cỏ lan đâu, chi chứ. Cái nào đâu? Ừ. Cái này nè. Cái cây đó nè. Nhìn nhện vậy nó tên nhìn nhện. Nhão không mà. Rồi, nước sôi rồi đó. Giờ lấy ra 1/3. Mình đem mình luộc. Đây. Luộc. Đây nha. Đâu cần sơ mà. Không, mẹ cầm 3 phút. Luộc 3 phút nè. À 3 phút. Vớt ra. Để dính dưới kìa, hiểu không? Làm. Không dính. Tao không dính, lại ngồi cái. Đố mẹ ăn phút mấy giây nè. Mẹ hả? Phút 10 giây. Mới đập sắp làm xui luôn mà phút 10 giây. Phút 30 giây. Trời ơi. Phút 30 giây luôn. Phút 60 giây bà ơi. Phút 60 giây. Phút rồi tự nhiên cái hỏi nó không nhớ. Rồi. Để nhỏ cái bên nó cười. Phút nhiêu giây con? Hả? Phút 30 giây. Con nói chỉ có 5 giây thôi. Bà cháu đi làm gì Út? Dựt lên chính mình. Dựt lên chính mình phút 30 giây. Đó mẹ 1 phút 30 giây là mấy giây? Rồi tự nhiên quên. 1 phút 30 giây là mấy giây? Con hỏi mẹ không có nhớ đâu. Mà học nó dở chết mà không nhớ. Rồi giờ 1 phút 30 giây là mấy giây nè? Hả? Phút 30 giây là tổng cộng mấy giây? Thôi thôi giờ lo nàng lấy ra nè. Chưa. Lấy nó trong bảng. Thầy luôn. Chắc làm bà nội luôn rồi. Là bà nội được luôn rồi đó. Con biểu mẹ nè, đếm tiền nè, rồi tính tiền nè. Thì hai mẹ hay lắm. Giây rồi với còn mấy trăm vô 1 triệu. 30 giây nữa. Mấy trăm vô 1 triệu. Thì 100 vô 1 triệu. 100. Vậy đó. Rồi mấy ngàn vô trăm? 10 triệu vô nha, 1 ngoài. 10 triệu vô nhiêu? 10 triệu vô 100. 10 triệu vô 100 gì? Bây giờ tôi hỏi bà 1 tỷ bao nhiêu triệu? 100 tèo triệu. Tỷ 100 triệu, vậy mà là tính tiền hay. Ủa? 1 tỷ là 1.000 triệu. 100, 1 ngàn. Nó lộn quá, 100. Tại vì mẹ xài cho hàng trăm nó quen rồi. Rồi đó giờ chưa xài tới 1 tỷ nữa cho tôi không biết rồi. Không? Thầy. Rồi được rồi, tính ai bố mình nhớ là được rồi đó. Đó, mình luộc 3 phút. Để xem trong này nó chín chưa. Chắc dễ chín ha. Không, nó là còn chín giữa, phải còn chín giữa rồi đó. Chưa đi gan luôn đó. Đó, giống vậy đó. Nó áo ở ngoài. Đâu. Lấy chia chín ở ngoài thôi, ở trong chưa chín. Đúng rồi. Cái này gọi là lấy là không được, hiểu cái này, chưa? Cái này gọi là lấy trùng. Ừ. 1 phút, 1 phút 30 giây. Đó. Móc đặt là 4 phút 30 giây. Phút 30 giây. Nè này nè mẹ. Tự nhiên quên. Quên. Bởi mẹ các bạn biết tại sao mà mình nói mẹ mình học mai mà giờ mai quần xà lỏn không được không? Ừ. Nó là vậy đó. Không biết tính chia rồi đâu. Không biết. Ngày bật lên không chưa? Nóng hỏi nè. Không có lá quế ta. Đó lá quế đó. Hay lắm. Phút bao giây hay mà. Phút 60 giây. Trời ơi tự nhiên. Gần tiếng mấy chục phút. Tiếng hả? Tiếng á 60 phút. Trời ơi. Hình hóa chú. Không. Đó mẹ ngày bao nhiêu tiếng? Rồi bây giờ mẹ lo thôi để mẹ làm. Ngày bao nhiêu tiếng nè? Hả? Ngày bao nhiêu tiếng? Ngày 8 tiếng. Trời. Ủa cái gì? 12 tiếng. Cho nó lại thêm cái nữa. Cho thêm cái nữa. 1 ngày 1 đêm là 24 tiếng. Mày đi làm bộ làm 1 ngày 1 đêm luôn không? Con nói 1 ngày không à, phải 1 ngày 1 đêm là 24 tiếng. Mà tại sao mà trả lời 8 tiếng? À
tại tháng giờ làm việc. Giờ làm việc. Giờ mẹ làm việc. Một ngày một đêm là 24 tiếng. Còn cái con hỏi đó, một ngày bao nhiêu tiếng là mẹ giờ làm việc? Đó, các bạn biết tại sao mà mình hay chọc mẹ mình không? Đó là lý do vậy. Rồi. Xong rồi, điều rồi, để kia vô. Để cho mẹ. Để cho nha. Nãy giờ để đem xuống mày gì đi, đừng cho mẹ ngồi, mẹ nhồi cho nó thỏng mà. Bưng xuống mẹ đây. Này. Cỡ này mình có chuẩn bị khoảng nửa chén bột năng và bột mì. Khoan, xuống đây đi. Mình để vô mình áo. Để vô cho áo cho nó đừng có dính. Để vô cho nó áo bột lại, mình không có bị dính tay nè. Hồi nãy mẹ quên mẹ phải rửa tay. Đây là không rửa tay hả? Ừ. Mẹ không rửa tay hả? Không có, rửa bột này cho ra hết á. Rồi đang mà nhồi lại nè. Đâu cái, cũng nhầm gì. Giờ bây giờ mẹ nói không rửa tay, người ta hiểu lầm. Không có. Trời ơi, mình trước khi mình phải rửa tay sạch sẽ. Chứ không rửa tay còn xỉu luôn ạ. Ừ. Chứ tại đây luôn. Sạc móng rồi cho sạch sẽ. Chạy chanh rồi. Ừ. Vệ sinh. Rồi mình để bọc áo vô cái là nó hết dính rồi mà. Hết dính. Tại nãy mình đem đi luộc mà lấy trùng á thì bột nó nhão. Lú nữa nha, mà không có thấy lú rồi đó. Lú còn sâu. Này bạn còn cái lụm đáy không? Sao nó sợ không? Hả? Sao không sợ? Sao nó không sợ? Mẹ thì nhờ bột, dì Trúc thì đánh đậu, Trúc thì nấu canh chua. Bon. Anh không biết đánh dần, không biết đánh dần sao luôn. Hình như đậu đậu nãy mà chế nước hơi nhiều ở nhão nè mẹ. Nước hả? Nãy thấy mà chế hơi nhiều. Thôi thôi nguội cho nó lấy lại. Nó khô lại, nó không khô thì nó nhão. Nó nhão luôn. Cái bột làm trong đó là nó nhão vậy hả? Con bánh á. Nhão à? Vậy này vừa nè. Cái không có cái nhân á. Nhờ con bột xong. Này mình không có bàn làm bột thực phẩm, mình lấy cái bột mình cột lại, mình để đi. À, mình ăn cơm xong mình hả đem chiên. Để qua bên đi. Chốt nấu xong rồi canh chua rồi nè. Canh chua ngót sen. Chưa ai làm rồi chứ, nha, con muốn làm rồi á. Bánh chưa xong chứ, món chú Út xong rồi đó. Cơm, canh hết trơn rồi. Nè. Đây. Đó, ít á. Còn đúng không? Giảm cân. Đúng không? Lấy muỗng đi đúng không? Đúng không? Rồi cơm xong rồi, cả nhà dùng cơm với gia đình mình ăn. Ăn rồi xong thì thôi bắt đầu quay qua tới phần bánh. Bánh cam hả? Nè con cái này nè, cái chén này của con nè. Con ăn muối ớt được. Cay quá không ăn được. Người ta bốn người mà có ăn tô, dì Út cũng có người mà chơi ăn tô luôn. Ừ, kìa. Ăn mặn. Dì Út ăn chơi mà ăn mặn chơi. Vậy là lấy miếng nước mắm cho Bon ăn rồi. Cho nó ngon. Nó ớt thổi cây hồng hù rồi chơi. Ừ. Đâu cay con. Ok. Đây con ăn cái giò ha. Thôi không có hết ăn cá. Ủa vậy con ăn gì? Thịt hả? Thịt thôi. Thịt, không có thịt. Thịt về nhà ăn thôi. Không có thịt. Muối xiên. Hả? Không có thịt. Đây canh cá. Canh cá. Hả? Rồi các bạn chờ mình xíu nha. Bây giờ mình đi ăn cơm. Cơm xong rồi mình sẽ làm bánh cam để cả nhà mình ăn. Bánh cam, bánh còng, bánh còng, bánh cam. 20 phút là sẽ có bánh ăn cam. Cơm dữ vậy mẹ? Không có, 20 phút là có bánh cam ăn á, mà là mình làm hết trơn là 20 phút là đó mẹ nhiêu giây? Trời ơi, là 20 số quá lớn rồi. 1 phút thì có 60 giây. À ha, 60 là 120 giây. 1200 giây. Đúng rồi đó, 1200 giây. Rồi ăn cơm xong mình chuyển qua mình làm bánh cam. Nắc nè. Chị hả? Đây giò tròn tròn vậy nè. Mày giỏi nhưng cho mẹ giò tròn tròn mẹ. Hả chưa? Giò tròn vậy nè, cái con bè mẹ dẹp xuống. Đây nè. Ừ, đó. Rồi. Dạ, yeah, ba người để ba hình. Của anh Út đẹp hả? Ờ, của Út đẹp rồi đó. Hai, ba. Ai không biết làm à? Hai tại à? Người ta khen, lâu lâu người ta khen hả? Khen. Rồi mày đặt lên luôn hả? Lên luôn. Nó không biết làm.
đâu cần dò anh chị. Vậy này cái ta chẹp chẹp tới ra nè hả? Ừ, đó, ok. Đâu cần dò anh chị. Đâu cần dò tròn chứ ta nắng cục cục ra đấy được rồi. Đâu có dò cho nó tròn bánh rồi mà. Ồ, cái đó mới đẹp hơn nữa đó. Đó cái em ơi. Cái này đẹp nè, cái này đẹp. Đó, hai người kia. Rồi vậy ông nội ông ngoại và bà ngoại tùm lum hết vậy. Rồi đĩa bay nữa kìa. Nhiêu đây hết rồi hả? Nhân còn nhóc nè. Làm nhân đi. Nhân nhiều nhiều chút đi. Nhân vậy là bự nhất rồi. Hả? Làm nhân vậy nếu mình thiếu nhân thì làm bánh còng. Chứ đây họ dư nhân không bánh còng. Nhân lại bự đi ông ơi. Tại như đậu xanh tới 150 gram nè. Mà làm bánh còng nhỏ nhưng nhiều cũng ngon. À nước nó dầu nó vừa lên tim được rồi đó chứ không cần nóng quá, cho nó ngập luôn không chút. Này mình thải vô lượt luôn. Ơi không ngập gì không? Ít dầu thế còn còn chống xíu dầu giống nữa kìa để chế thêm cho nó ngập chế, hết luôn đi mà. Rồi được rồi, út để nó tự hơi nữa rồi mình này này là phải chịu khó ngồi chở hoài nha. Khoan rồi sửa lại bánh còng gì chút quăng ta em coi người ta cười chết. Bánh còng gì chút nè, còn mẹ thắt bánh mẹ nè, mẹ bánh còng. Cái đít nói của mẹ còn kìa, mẹ phải dò cái đít nói cho nó đúng rồi. Ủa cái này của có nhào đường không? Nhào, thắng đường. Thằng Tính nó không thắng đường ăn. Ủa anh mắc găng nó kệ phải làm đường nó mới đẹp. Làm lại. Bánh của mình là bánh công chứ bánh còn. Ừ. Bánh méo. Bánh gì? Bánh công. Bánh công. Đâu có, đây là công nè, công đâu công. 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 Tại bà làm nhỏ. Chỉ còn cái bự quá. Nãy giờ con nó đỡ vậy. Được nè. Cái này. Bánh công chuẩn bị nào nó nổi rồi kìa. Còn bánh cam này chưa? Bánh cam phải có nhìn. Nhìn nó lâu. Ừ. Bán bom chỉ không à. Từ từ. Ốc bự nướng. Chuyện này lâu à. Cái chảo này nó ngâm này cho rửa cho sạch sẽ. Là như bán như đó là bán được 70 ngàn 2 kg không? Hai cỡ 2 kg à? 2 kg à? Dạ tôi mà cá lấy cân ra nè. 2 kg rưỡi. 2 kg rưỡi cho lên. Ủa rưỡi vậy hả? Ừ. Như đây em khoảng chừng 150 200 ngàn đó. Ừ. Giỡn hoài. Giờ rửa cho sạch nó ngừng ngâm 70 ngàn 1 kg. Ngâm sáng ha. Làm bánh kem đẹp quá mà mẹ mình thắng đường chưa tới. Rồi bánh kem nữa. Bánh kem. Bánh kem. Bánh kem. Trời ơi thằng Tấn lúc gài á bị cái gì rồi? Bị mẹ lây. Lây mẹ đó. Bị gì rồi? Bị bạch tư lây. Nói là thằng Bên còn biết đấy không? Lây bệnh. Đẹp quá mà thắng đường chưa tới. Đường này mới vừa tan nè. Mẹ nay mẹ bị gì rồi? Không có.
nó chí vị nữa. Thấy không, đường nó còn trứng tươi nè, thấy không? Nếu mà đường tới làm đường vậy chút nốt đường đá đường không nốt á. Nó giờ đổ thừa vậy chút làm được nè. Mời cả nhà dùng bánh cam đi mình thôi, mình ăn cái này nè. Thôi, chứ ăn. Không ăn đường, đường nó dính răng. À nè đây, mời cả nhà nha. Cái nhà nó lấy cái đó đây bon bon. Rồi, ở ngoài các bạn thấy nè, ở ngoài nè. Rất ngon gừng. Nó giòn ở ngoài mà ở trong nó mềm phải không? Ngon. À. Làm này làm bò làm bánh cam ngon nè. Nóng. Ngon. Bánh cam ngon. Bánh cam thì rất ngon lắm. À dạ. Nên nóng. Nóng. Hơn. Bị phỏng rồi. Cái bánh cầm nó không có mà không có nóng. Rồi bánh cầm nữa coi. Bánh cầm nhúng tiêu rồi. Quá nó không dính vậy. Chạy chưa thắng chưa tới đường. Nóng hả? Nóng hết luôn á. Có mè thơm. Ngon. Không nóng. Ngon ha. Hỏi gì vậy? Dính căng luôn á. Ở ngoài nó giòn. Ở trong nó xốp. Nó mềm. Có căng không? Có. Mà đường chưa tới. Dính gà đó. Ngon không? Ngon không? Ngon. Ngon. Ngon là lắc lộ ha. Ngon mà hỏi ngon. Ngon cái một. Nó đổi là đồng ý. Rút kinh nghiệm lần sau. Ủa mẹ thắng nước màu làm sao mà được mà thắng cày cày vậy? Nước màu nữa. Nó đắng. Không biết, vậy là không biết thắng ra men này. Thắng thêm thiếu nữa cho tới đường chuyển qua màu vàng á. Màu vàng cánh gián á. Nãy con cũng quên đi nữa. Nãy con cũng quên đi nữa. Nãy lo đi tưới cây tưới rau. Ở trong đây mẹ thắng. Mà không có nhiều cái ngon quá. Ngon. Mẹ ăn được không ăn buồn ngủ à? Không, mà bà thắng vậy được rồi. Biết gì không? Không ăn nó không dính răng, ăn kia dính răng quá. Vậy được rồi. Ngon. Miếng ngon nó giòn. Người ta thắng một thằng mà cái đường đó mà nó giòn luôn á. Nó hay đó mà ăn cắn vô cái giòn luôn. Úc ơi, ăn rồi cái tôi dở hầm răng luôn, cắn nó dở theo luôn á. Tới như vậy á. Vậy được rồi. Thọt nát chưa? Ngon. Ngon lắm. Rớt mới đậu vô. Rớt mới đậu. Rồi. Mà mất mình làm chuyển qua mình làm bánh nhân mặn đi. À cái này ăn nó được rồi ha. Ta ăn này có nhân đậu ngon hơn. Nó thích đậu xanh. Ăn đậu xanh mập. Đang giảm cân. Chữ mà đang giảm cân mà. Đang giảm cân. Đang giảm cân nha, ăn tay này tay kia cầm. Còn cái bánh cầm nào nữa không? À còn cái hả? Có kìa, cầm luôn. Đấy, vậy là em mê cái này rồi. Em mê này rồi. Không còn cái răng nào chứ, nằm trên không có cái nào chứ. Hả? Nhớ. Để vậy nhà còn đó là em về mẹ à. Bỏ vô, bỏ vô. Để có làm về cho mẹ ăn cái, bà nội ăn cái. Bà nội gì vậy vậy? Này là chất mẹ, này bà nội không? Quê vậy. Đâu nhỏ vậy. Nè, hồi cho bà nội cái cho nó đẹp. Để cầm gì á. Để vô cái gì á, chứ không có để giấy vậy. Rồi. Kể không á. Không quá, chồng nhớ ăn xong hói no đi về. Còn không còn cái bánh còng nào đó không? Ăn cái đó, không cái đó làm nữa. Được cứ cái là sợ hết rồi bắn. Mà thiệt cái này nó ngon thiệt. Bánh còng nó ngon. Bánh còng cũng ngon hả? Càng ngon nhưng mà cái bánh còng cái này của ai nha? Của ai giọt con nhớ không? Con biết không? Biết không? Biết không? Ai vậy? Hả? Của ai mà giọt đẹp quá? Dạ hả? Có gì chút. Có gì chút phải không? Không bánh này mà không ngào được, bánh cam không ngào được, ăn cũng ngon nữa, nó ngọt cái nhân rồi. Ừ. Rồi cái nhân nó ngọt. Bọc bọc nó cho ai vậy? Đó là. Xin về cho bà nội vô hả? Cha nữa hỏi mẹ ơi cha về chưa, con đem bánh về cho cha. Mặn quá bột ơi. Rồi mời cả nhà uống chanh muối nha. Ăn rồi giờ uống. Mời cả nhà. Đã chưa? Ngon không? Ngon không? Nhận số 1.
Này cũng quậy cũng nha. Ăn hồi tới đói bụng nữa, uống này ăn hồi tới bụng nữa nè. Sao ăn thêm cái nữa. Lâu quá không quay cho các bạn xem cái hồ cá. Mình mới dọn lại mấy cái 10 giờ hết trơn. Bò quá trời. Bò lên tầm mốt mình trồng nhập xung quanh hồ cá. Mình trồng mấy cây, mấy cây kiểu vậy thôi. Như mấy vậy nè. Chứ mình trồng mấy bò 10 giờ nó bò quá. Nhiều khi mình không có thời gian mình dọn á, cái bông nó bò xuống với cái hồ, làm hồ nó dơ. Nhiều khi mình không có nhà hoặc là mình không có thời gian trồng kiểng thì mình phải chăm sóc thường xuyên. Như mấy cái bông ngũ sắc họ mình cắt cái tàn nó nay nó phúng ra quá trời không, để mình cắt lại thêm cái nữa mới được, nó dè ra. Còn hồ cá không gài còn như đây nè. Cái chân trâu hôm bữa đó tự nhiên nó chết các bạn. Nó có con ở trong cái bụng á. Chết. Nó đẻ không được hay sao nó chết. Nguyên bọc con chết luôn. Một con cá chân trâu bự hết sức rồi. Giờ còn con, giờ còn con bự nữa kìa, nó đang có chữa nữa kìa. Đó các bạn thấy không? Ngay chỗ ngón tay mình nè, nó bơi bơi ra kìa. Đây nè. Đang có chữa nó. Bụng nó bự nè, hôm trước con chết nó cũng bự vậy đó. Nhưng một bọc con ở trong luôn. Ông già câu cá. Ôi lưỡi hổ nó cũng nhảy con ra. Ba cây. Bên kia nha đam. Nha đam bên kia có hoa nữa các bạn. Hồi nào giờ mình trồng nha đam mình không thấy hoa, nay mình thấy hoa. Để mình cho các bạn xem hoa, hoa nha đam. Nè, nó mới ra chưa nở. Đậu gồng, bò lạnh với vàng luôn. Mình mới dọn tới khúc đây à, dọn bên khu bên đó, tỉa lại cây hai cây bông dừa cho nó gọn với cây ngũ sắc cho nó chống cái hồ mình thì nó đẹp hơn chút ha, chứ để nó bò ẩm tùm quá gắn gít rồi nó chuột rồi nó cũng trốn nữa. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của gia đình mình. Bây giờ chiều rồi, hôm nay mình ăn cơm trễ.